Hello, đam mê gái chào các bạn nha. Ngày hôm nay mình lại tục đi câu ở hồ Núi Le nha các bạn. Mấy ngày hôm nay bệnh quá các bạn ơi. Mặt mình đỏ chét luôn rồi nè. Khang tiếng rồi, đau họng quá. Ba tuần nay câu cá móng quá các bạn ơi. Mấy câu bạn các bạn có cá có móng không? Chứ mấy ngày hôm nay mình đi ra ui câu móng quá các bạn ơi. Hôm nay mình đi Núi Le thử xem thử coi nó có cá không các bạn. Thì chung lại được vài con trôi. Được một con hơn 1 ký, tầm 1,5 ký các bạn. Với lại một câu đài được cũng được mớ cá trôi nhỏ nữa. Giờ mình đang tính chuẩn bị báo cá cho các bạn rồi, chuẩn bị đồ đạc kìa. Bỏ cá vô trong cái túi đi về nhà thả hồ. Cá nó sống các bạn, cá nhỏ không à. Đây nè, đây mọi người, đây cá ở trong vỏ đây. Không có nhiều cá đâu các bạn, mấy con rồi. Trong mắm nè. Đây. Được mấy con các bạn nè. Đấy. Được mấy con trôi nhỏ, một con cá mè với lại một con cá trôi đỏ tầm 1,5 ký với các bạn. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ đang dọn đồ rồi, 4,5 rồi. Dọn đồ bỏ túi rồi. Chuẩn bị về các bạn. Bỏ túi. Có cái túi để bỏ vô cho nó sống các bạn. Đêm nhà nó không có chết. Đó rồi, cái túi đâu rồi. Nhớ mình có cái túi các bạn. Cái túi để mà đây. Đây. Mình sẽ bỏ vô cái túi này, mình thổi nước oxy vô cho nó sống các bạn nha. Đi về nhà. Đó. Ok. Thì bây giờ mời mọi người xem cái video mình câu mấy con cá nhỏ 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 đó nha. Mồi thì mình muốn câu mồi ngũ cốc các bạn ơi. Ngũ cốc trộn mùi nền kia kìa. Ngũ cốc trộn là mùi nền. Đó, tiếp tục đi test cái mồi ngũ cốc nha các bạn. Ok. Rồi, hôm nay mình khá là mệt các bạn ơi. Viêm họng quá rồi, họng quá rồi. Thôi chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Cái này mời.
cho nhỏ nha các bạn. Chết. Trôi luôn ghê chứ, hai trôi bạn ơi.